Hello, xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là tối ngày 15 tháng 6 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là khá là muộn rồi các bạn nhé. Và mấy hôm nay thì mình bận công việc mất thì mình không có thời gian là lên thanh lý và phát video thanh lý điện thoại cũ giá rẻ cho các bạn được. Thì hôm nay thì mình sẽ cố gắng và thu xếp thời gian để phát và thanh lý điện thoại cũ giá rẻ cho các bạn. Thì các bạn nào ưng sản phẩm nào bên mình, các bạn có thể là liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại cho mình nhá các bạn nhá. Và các bạn nào chưa ưng sản phẩm nào bên mình, các bạn có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con Samsung, con này Samsung S7 đấy ạ. Đấy, con Samsung S7e. Đấy. Và buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con Samsung S7e. Đấy. Đây, Samsung S7e nhé. Đấy, S7e, con này là bản công ty 2 SIM ạ. Đấy, con này là bản công ty 2 SIM 2 sóng nhé. Đấy, S7e. Đấy. Bản công ty 2 SIM 2 sóng ạ. Đấy. Máy màu gold. Đấy, hình thức con này là đẹp là 90% các bạn nhé. Đấy. Máy đẹp 90% ạ. Đấy. Máy đẹp là 90%. Đấy. Samsung S7e dùng rất là thích. Đấy, nó có cái S7e thì nó rất là thích các bạn nhé. Nó có cái đồng hồ mà chờ kiểu này này. Đấy, các bạn có thể là rút điện thoại ra các bạn có thể nhìn thấy giờ được. Đấy, S7e. Nói chung thì mình sẽ phát thử cái phần nghe nhạc các bạn này. Nói chung là Samsung nghe nhạc quá là tuyệt vời luôn. Tại vì ngày trước của nó là siêu phẩm mấy chục triệu mà. Nên đâm là bây giờ nó gì nhỉ? Giá nó quá là rẻ rồi nên là các bạn cứ yên tâm về chất lượng của Samsung đi. Đấy. Đây, loa rất là hay ạ. Đấy, S7e thì màn hình của nó là màn hình cong nhé, cong tràn viền rất đẹp nhé. Đấy, màn hình cong sang hai bên rất là đẹp đấy ạ. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm S7e bản công ty 2 SIM này, các bạn những đặt hàng mình là sớm nhất. Còn S7e bản công ty 2 SIM này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.900.000. Tại vì sao bây giờ con này vẫn giữ giá không? Tại vì thứ nhất là cái màn hình của nó, và thứ hai là cái lúc mà mới ra con này nó đến là gần 30 triệu cơ. Nên là các bạn cứ yên tâm về sản phẩm chất lượng như con sản phẩm S7e này nhá. Thì cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ con này là 32GB các bạn nhá. RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB. Đấy, S7e đấy ạ. Con này màu gold, hình thức là máy đẹp là 90%. Đấy, bên mình đang thanh lý bạn giá cực kỳ là rẻ, 2.900.000. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7e này, các bạn nhanh tay đặt hàng mình, một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình, và ba các bạn có thể là qua trực tiếp cửa hàng nhà mình. Hoặc là hình thức mua hàng bên mình rất nhiều thức. Các bạn nào đã tin tưởng bên mình rồi, các bạn hãy chọn hình thức là chuyển khoản trước. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình ấy, thì các bạn hãy chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng và kiểm tra hàng và thanh toán ấy, các bạn phải cọc phí ship cho mình 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm. Và tất cả sản phẩm bên mình thì có lỗi được 1 tuần và bảo hành là 6 tháng cho bạn. Thì tất cả mọi lỗi vặt thì các bạn có thể là trực tiếp cử qua địa chỉ cửa hàng cho mình các bạn nhé. Đấy, S7e đấy nhỉ. Đấy, S7e rất là khá là đẹp nhỉ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này là con gì nhỉ? Redmi C3i nhá, Redmi C3i. Con này thì là khách vừa mới mua xong. Đấy. Này. Khách mới mua chưa đầy được 1 tháng này. Đấy, phụ kiện còn nguyên nhá, củ sạc này, dây sạc này. Đấy, Redmi C3i. Thì mình sẽ nói cấu hình về sơ cua qua về cấu hình con này. Con này thì là màn hình của nó là màn hình là gì nhỉ? 6,5 inch nhá. Con Redmi 3i này, màn hình của nó là 6,5 inch này. Đấy, 6,5 inch rất là to. Đấy. Màn hình tràn viền, tai thỏ tai chuột, 6,5 inch rất là to. Cấu hình con này là cấu hình là RAM 3GB. À sorry các bạn, là RAM 2GB, bộ nhớ là 32GB nhá. Đấy, con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB, các bạn có thể thao hồ lưu trữ. 2 SIM 2 sóng có thể, con này thì 2 SIM 2 sóng có hỗ trợ thẻ nhớ ngoài. Con này thì được cái là viên trang bị viên pin quá là trâu bò. Pin con này thì là pin là 5000 nhá. Đấy, viên pin 5000. Thì các bạn dùng thật nó thật với các bạn là quá là tuyệt vời luôn. Con Redmi C3i này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2 triệu đồng nhá. Đấy, con này thì là hai camera này. Đấy, hai camera to wing luôn này. Máy màu xanh rất là đẹp này. Con này khách đã dán ni lông này quanh máy này, rất là đẹp. Nói chung đẹp lắm. Nói chung là máy đẹp lắm. Máy nó khá là mới các bạn nhé. Tại vì con này nó cũng mới ra mà.
Đấy, vẫn còn nguyên siêu email này. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Redmi C3i này, các bạn nhận tại hàng mình là sớm nhất, pin 5000, màn hình 6.5 inch, bên mình đang thanh lý bạn với giá chỉ với giá là 2 triệu đồng. Đấy, tội gì các bạn phải đi mua máy mời đâu. Đấy, rất là rẻ cho các bạn nhé. Đấy, các bạn như nói thật là các bạn mua sản phẩm này hoặc là Samsung này, các bạn về chỉ có đập máy bị hỏng thôi, còn bình thường lỗi vặt rất ít, nên các bạn yên tâm phải sử dụng nhá. Đấy, pin 5000 mà chỉ với là 2 triệu đồng, rất là rẻ nhá. Đấy, Redmi C3i ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì mình về được con là 2 con Note 7 FE. Đấy. Đấy, Note 7 FE hôm nay thì mình về được 2 con nhá. Đấy, một con màu đen này, đấy, mình sẽ nói từng giá từng con một luôn. Đấy, Note 7 FE này. Này. Note 7 VR này. Đấy. Hôm nay thì mình về được một con màu đen. Đấy, một con màu đen. Hình thức con này là còn 90% các bạn nhé. Note 7 VR con này màu đen. Thì mình sẽ nói qua về cấu hình con này. Cấu hình con Note 7 VR thì là cấu hình con này là RAM 4GB. Con Note 7 VR này con màu đen là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Màn hình con này là màn hình là 5.7 inch các bạn nhé. Này. Màn hình con này là màn hình là 5.5 5.7 inch ấy, cũng là tràn viền hai bên này. Đấy, màn hình là 5.7 inch. Thì là màn hình con này là độ phân giải của nó là 2K nhá. Độ phân giải màn hình con này là 2K. Nên là cho các bạn xem video cực kỳ là phê, cực kỳ là sướng lắm. Đây các bạn mà thì mình thử nghe nhạc cho bạn xem nhá. Đấy, màn hình 2K các bạn. Phim này 4K này. Đấy, các bạn phim 4K thì nó thật với các bạn quá là nét luôn. Tiki nó quảng cáo nhiều quá. Cái gì bán được là Tiki bán hết. Tiki bấm là có. Đây. Màn hình 2K các bạn xem video nó quá là đẹp luôn ạ. Đấy. Đây. Đấy các bạn xem màn hình 2K nó khác hẳn luôn nhá. Đấy, màn hình 2K các bạn nhìn nghiêng không có một độ lóa độ mờ nào đấy. Rất là sắc nét. Đấy. Đấy màn hình 2K các bạn xem quá là sắc nét luôn. Các bạn xem phim HD hay là 4D thì các bạn rất là tuyệt vời. Nghe nhạc thì nói chung là Note 7 đây, camera trong veo luôn. Trước sau màn hình nó đẹp lắm. Đấy, Note 7 bây giờ thì quá là đẹp luôn. Đấy. Các bạn nghe nhạc thì cũng quá là phê luôn. Cái loa nó cũng gì nhỉ? Đấy. Này, nói chung là loa nghe nhạc thì khá là ok luôn. Đấy. Loa nghe nhạc khá là ok, rất là hay. Note 7 FE màu đen này. Con này thì là máy là con này là bản Hàn, một sim. Con này các bạn có thể là lên được 2 sim nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2.900k nhá. 2.900k sản phẩm Samsung Note 7 FE. Đấy, Note 7 FE. Con này là bản Hàn một sim. Các bạn có thể là về lên được 2 sim nhá. Đấy, bản Hàn các bạn có thể lên được 2 sim để dùng nhá. Đấy, 2.900k máy màu đen. Đấy, Note 7 FE máy màu đen đấy. Hình thức là máy đẹp là 90% nhá. Rất là đẹp. Note 7 FE. Bạn nào thích sản phẩm Note 7 FE màu đen này, các bạn nhận tại hàng mình sớm nhất. Con này thì bên mình đã thanh lý bạn giá là 2.900k. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về là con Note 7 FE, con này là bản cũng là bản Hàn một sim. Con này thì là các bạn có thể lên được 2 sim nhá. Đấy. Con này thì bên mình sẽ thanh lý các bạn với giá là rẻ hơn, 2.500k. Cấu hình con Note 7 FE này cũng là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này cũng là 32GB nhá. À 64GB nhá. RAM 4GB, bộ nhớ con này là 64GB. Tình trạng con này là chỉ bị chấm một tí thôi. Nhiều cái kim thôi. Chấm như kiểu là cái kim chỉ nhá. Chấm một cái đen nhỏ như kiểu là một cái kim chỉ thôi. Đấy. Các bạn nó ở chỗ cong các bạn không để ý là sẽ không thấy nhá. Đấy, chấm như một đầu kim thôi các bạn nhá. Đấy, chấm đen như một đầu kim rồi. Đấy. Thì con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 2.500k. Các bạn, con này thì là bản Hàn một sim, các bạn có thể lên được 2 sim nhá. Bạn nào thích sản phẩm Note 7 FE màu xanh này, các bạn nhận tại hàng mình là sớm nhất nhá. Đấy. 2.500k nhá. Rất là rẻ cho các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay
Mình giới thiệu bạn là chiếc Samsung A8 2018 ạ. Đấy. Hôm nay thì mình về được con Samsung A8 2018 nhé. Đấy. Con này là bản Hàn 2 SIM. Đấy. Bản Hàn 2 SIM A8 2018 đấy. Cấu hình con A8 2018 này là RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB nhé. A8 2018 này. Đấy. Đấy, A8 2018. Con này là bản Hàn 2 SIM nhá. Đấy. Hình thức là máy đẹp 97-98% này. Đấy, đẹp như là mới luôn. Máy con này thì đẹp như là mới luôn. Màu gôn nhá. Máy màu gôn đẹp như là mới á. Màu gôn đẹp như là mới đấy. Đấy. Nói chung là loa con này thì các bạn nghe cũng quá là phê luôn. RAM với con RAM 4GB các bạn dùng quá là tuyệt vời. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2.800.000 nhá. Con này thì là máy còn zin áp suất nhá. Đấy, con này thì là máy còn zin áp suất. Các bạn đi mưa đi gió rất là ok nhá. Zin áp suất. Đấy. Màn hình con này thì là 5.6 inch nhá. Đấy, 5.6 inch. Đấy, các bạn nghe nhạc cái con này thì cũng hay lắm. Nói chung là cái màn hình Samsung nó quá là đẹp luôn. Quá là đẹp. Đây, cái loa nó hay lắm, loa hay cực luôn, loa ngang hay cực luôn. Đây, loa nghe hay cực luôn. Đấy. Loa được nghe hay cực nhé. Đấy. Con này thì là bản Hàn 2 SIM, bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2.800.000. Hình thức là máy đẹp là 98-99% đấy ạ. Đấy, rất là đẹp đấy. Đấy, con này thì là máy còn zin áp suất nhá, nên các bạn cứ về cứ yên tâm sử dụng nhá. Đi mưa đi gió rất là ok nhá. Đấy. Đi mưa đi gió thì các bạn để tránh đi nhiều, nói chung là mình cũng nói chung là các bạn thả xuống nước lâu quá thì nó cũng hoảng thôi. Nhưng mà các bạn đi mưa đi gió thì các bạn thoải mái vô tư nhá. Thì máy còn zin áp suất mà, nên các bạn dùng ok ạ. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 này, các bạn nhận hàng là sớm nhất nhá. Đấy, RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB. Đấy, mở khóa con này là vân tay này, khuôn mặt các kiểu, trước hai camera dùng rất là sướng, rất là phê ạ. Máy đẹp nhá, chỉ với giá là 2.800.000 nhá. Đấy, hôm nay thì mình còn về được một cây màu gôn nữa nhá. Đấy, rất là đẹp ạ. Đây ạ, Note 5 này. Note 5 thì hôm nay thì mình về được hai cây nhá. Đấy. Note 5 thì hôm nay thì mình về được hai cây màu gôn. Hai cây này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.500.000 nhá. Đấy. 2.500.000 sản phẩm Samsung Note 5 ạ. Note 5 thì là cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB nhé. Hai con này đều là bản công ty. À, con này là bản công ty này. Con này là bản công ty nhé. Đấy, con này là bản công ty. Đấy, con này là bản Hàn này. Con này là bản Hàn nhé. Con này là bản công ty. Bên mình đang bán bạn với giá là 2.500.000 một con. Hình thức là máy đẹp là trên 90% nhé. Đấy, Note 5 là đẹp trên 90% đấy ạ. Đấy, con này là bản công ty này. Đấy, các bạn dùng thì quá là tuyệt vời luôn. RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB. Màn hình con này là màn hình là 5.7 inch. Nhưng mà ngày xưa thì thiết kế thì hơi to. Thiết kế thì quá to, màn hình là 5.7 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K nhá. Đấy, độ phân giải màn hình là 2K, các bạn dùng quá là phê luôn, quá là tuyệt vời luôn ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 5 này, các bạn nhận hàng là sớm nhất nhá. Đấy, Note 5 này ạ. Note 5. Quá là ok luôn. Bên mình đang bán các bạn với giá đồng giá là 2.500.000, rất là rẻ. Ngủ quá. Tầm này thì mình cũng đã là đang buồn ngủ rồi các bạn ạ. Thì mình cũng giới thiệu qua thôi. Mai mình sớm hơn thì mình sẽ giới thiệu các bạn sớm hơn. Thì hôm nay thì mình có hai con Redmi 3 này. Mình thanh lý cho bạn. Đấy. Redmi 3 thì con này thì hình thức còn độ 85% này, hình thức còn 85% này. Vỏ thì cũng có là xước xác theo thời gian các bạn nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1.400.000. Cấu hình con Redmi 3 này thì là RAM 4GB. À sorry các bạn, là RAM 3GB nhé.
ZB3 con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB, màn hình là 6,22 inch, tràn viền tai thỏ tai chuột. Thì con này là viên pin, là viên pin 4000 nhá, nên các bạn sử dụng yên tâm nhá. Tình trạng con này thì là màn nó bị là kiểu khách kiểu người ta tì ấy, nó bị một tí một chấm đen ở đây nhá. Đấy. Đấy, bị một khách người ta tì ấy, bị một chấm đen ở đây thôi. Con này thì bên mình đang thanh lý cho các bạn, cho các bạn là với giá là 1.400.000 nhá. Đấy, 1.400.000. Đấy. Đây. Các bạn một tí đây thôi, nhưng mà nó không bị loang to ra hay không bị chảy ra đâu. Nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng nhá. Đấy, Redmi 3 1.400.000. RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB ạ. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Redmi 3 này các bạn nhắn tin hàng mình là sớm nhất nhá. Pin 4000 các bạn dùng quá là phê luôn. Đấy, chấm tí đen đấy thôi nhưng mà nó không loa không liếc gì ra đâu. Nên là các bạn yên tâm sử dụng nhá. Đấy, 1.400.000 Redmi 3 rất là ok ạ. Và đây cũng là con Redmi 3. Đấy, Redmi 3 thì con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1.900.000 nhá. Này, con này thì là 1.900.000 này. Con này thì là màn hình của nó chỉ bị một chấm tí trắng trắng đấy này. Con này thì là máy zin nguyên bản nhá. Chưa sửa chữa, chưa ép kính gì nhá, nhưng mà nó bị chấm một tí thôi. Đấy, các bạn soi kỹ thì mình thấy chứ, bình thường là sẽ không nhìn thấy nhá, như này thì các bạn không bao giờ nhìn thấy nhá. Đấy, màn hình cũng là hơn 6 inch, cấu hình cũng là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Con này thì là máy đẹp là 90%. Mặt lưng thì có hơi phải phẩy theo thời gian nhá. Đấy, con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.900.000 nhá. 1.900.000 sản phẩm Redmi 3 này nhá. Đấy, Redmi 3 đấy ạ. Rất là rẻ. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Redmi 3 này các bạn nhắn tin hàng mình là sớm nhất nhá. 1.900.000 đấy ạ. Rất là rẻ đấy ạ. Cho các bạn anh em về chiến game các loại game pin 4000. Các bạn dùng rất là tuyệt vời ạ. Đấy, năm 2020 thì các bạn là người tiêu dùng, các bạn lợi thế rất là nhiều ạ. Và mình còn mấy con nữa thôi, nhưng mà mình buồn ngủ quá, thôi để mình mai mình giới thiệu nốt. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay, nhà mình về được con này là con S7 này, Samsung S7 này. Con này là bản công ty 2 SIM nhá. Đấy, con này là bản công ty 2 SIM. Đấy, con này là bản công ty 2 SIM. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.800.000 nhá. Con này thì là cái nút home thì nó hơi bị phẩy phẩy sức sức một ít này thôi. Đấy. Nút home thì hơi bị phước sức Mỹ để thôi. Con này thì mình sẽ tặng kèm cho bạn một cái ốp luôn nhá. Đấy. Ốp luôn này. Đấy. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.800.000 nhá. S7 nhá, bản công ty 2 SIM. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7 này các bạn nhắn tin hàng lên sớm nhất nhá. Mình đang buồn ngủ quá rồi. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thì mình còn nhiều lắm, mình thôi để mình buồn ngủ quá rồi thì để mình mai mình giới thiệu nốt. Thì mình giới thiệu và thanh lý cho bạn, thì các bạn chưa ưng sản phẩm nào các bạn thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ, các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và bây giờ cũng muộn rồi và xin chúc bạn đang xem video của mình một tối ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và các bạn hẹn các bạn vào clip vào tối ngày mai nhé.